Trong vòng một tháng qua, đặc biệt là những ngày gần đây thì lượng truy cập vào website của báo điện tử Vietnamnet đã tăng đột biến lên gấp hàng chục lần, dẫn tới việc các máy chủ của trang web đều bị quá tải. Vụ việc tương tự cũng đã xảy ra đối với Vietnamnet vào hồi đầu năm 2011. Cách thức tấn công của tin tặc đó là lập trình một loại virus đặc biệt và xâm nhập vào hàng chục nghìn máy tính cá nhân. Và khi hàng chục nghìn máy tính này hoạt động thì virus sẽ được phát tán chỉ để tấn công vào trang web vietnamnet.vn với mục đích làm cho trang này bị quá tải. Vụ việc này một lần nữa cho thấy vấn đề an ninh mạng cần phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc hơn. Báo điện tử Vietnamnet một tháng qua, mặc dù các đơn vị đối tác và các đơn vị chuyên trách về an ninh mạng tại Việt Nam đã hỗ trợ, ứng cứu như mở rộng hệ thống băng thông rộng gấp 30 lần so với trước đây, chia nhỏ lượng truy cập hay lắp đặt hệ thống lọc thông tin, nhưng do lượng truy cập mà hacker sử dụng quá lớn, vượt quá lượng băng thông của báo, nên những ngày gần đây, việc truy cập vào Vietnamnet vẫn không ổn định. Suốt một tháng nay, hệ thống máy chủ của tờ báo mạng này gần như bị tê liệt do tin tặc tấn công. Mất nhiều thời gian, công sức và chi phí việc mở rộng cơ sở hạ tầng, tinh thần làm việc của phóng viên giảm sút do bỏ công sức tác nghiệp, nhưng bài báo của họ không đến được với nhiều độc giả như trước. Đó là một số khó khăn mà Vietnamnet đang phải đối mặt. Hoạt động của tờ báo thì ảnh hưởng rất là nặng nề. Thứ nhất là lượng truy cập giảm đáng kể. Số lượng độc giả bây giờ chỉ còn có 1/3 so với lúc đã chưa bị tấn công. Khi mất lượng truy cập như vậy thì quảng cáo cũng nguy cơ sẽ bị giảm. Và quảng cáo giảm, doanh thu giảm thì tờ báo cũng sẽ rất là khó khăn. Báo Vietnamnet cũng mong muốn độc giả chia sẻ bằng cách là tiếp tục đồng hành cùng Vietnamnet trong lúc khó khăn này. Vietnamnet.vn chỉ là một trong số nhiều trang web lớn tại Việt Nam bị virus xâm nhập và bị tấn công trong thời gian qua. Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo, tình trạng hacker cài đặt virus xâm nhập vào các hệ thống mạng tại Việt Nam, sử dụng hình thức tấn công từ chối dịch vụ, gọi tắt là DDoS hay Botnet đã trở nên phổ biến. Đây là tình trạng đáng báo động, vì ngoài việc các hệ thống lớn có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, còn có hàng chục nghìn máy tính trên cả nước có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề bảo mật thông tin. Việc cần làm ngay của Vietnamnet bây giờ là cần phải có đầu tư thêm về ngân sách để làm các hạ tầng bảo mật, các cái thiết bị bảo mật và thuê ngoài dịch vụ bảo mật. Biện pháp thì tôi nghĩ là phải cài những phần mềm diệt virus, đấy là biện pháp tương đối là triệt để. Tức là giả sử rằng là nếu là tất cả mọi người, tất cả máy tính Việt Nam đều cài một phần mềm diệt virus của Việt Nam, bởi vì phần mềm diệt virus của Việt Nam sẽ cập nhật với những con virus tấn công Vietnamnet các thứ nhanh hơn. Nếu giả sử tất cả máy tính đều cài như vậy thì tôi cho rằng những cuộc tấn công như vậy sẽ được xử lý dứt điểm. Diệt được tận gốc cái mạng botnet đó thì tất nhiên nó cũng cần phải có cái sự phối hợp giữa các bên. Thứ nhất là các cơ quan chức năng và các cơ quan nhà cung cấp dịch vụ để có thể được đồng bộ chặn các cái kết nối. Cái thứ hai là các cái cơ quan chức năng. Chúng ta có thể xây dựng một cái hệ thống gọi là phòng chống DDoS cho tất cả các website. Và khi có các website bị là nạn nhân thì chúng ta có thể sẽ sử dụng hệ thống đó để mà ứng cứu cho các cái hệ thống máy chủ website. Trước yêu cầu đặt ra ngày càng bức thiết về an ninh mạng, Thủ tướng Chính phủ đã vừa ban hành chỉ thị 897 về tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số. Đi kèm với chỉ thị là bản hướng dẫn cụ thể các biện pháp kỹ thuật thực hiện. Vấn đề đặt ra là các đơn vị phải hành động sớm và có tính chiến lược để ứng phó với những thủ đoạn tin tặc ngày một tinh vi.